Chạy quý, chạy, 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 xem xe ô tô. Chạy đâm thẳng một tiền xe tiền tôi tin thì chết. Thôi, lên đường đây, lên đường đây. Đấy. Ok, hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel Conny Vlog của Sướng Châu Phi. Hiện tại bây giờ là mình đang ở thành phố. Và mình cũng nhờ được anh Quý có tìm cho được một con máy múc. Cái này gọi là máy múc đa năng. Nó vừa múc được và nó vừa ủi cái tiếc được nha các bạn. Đấy. Thì có một con máy bằng xích của bên xưởng Trung Quốc, có anh Quý và anh Tiến cũng đã đi xem mấy lần rồi, nhưng mà cái dòng đấy nó hơi cao, nếu mà tính là tiền Việt Nam 23 triệu, là tính tiền Việt Nam là hơn một tỷ, mà máy bằng xích thì mình nghĩ là nó sẽ không hợp lý bằng máy đa năng bằng lốp này, và cũng như là có chức năng múc này, có chức năng phía trước này là cầu đấy. Đấy, tắt đi đã, không thì ông Quý làm cho một quá đấy. Đây thì hiện tại là cái máy này để cũng rất là lâu rồi và người ta không sử dụng nữa, thì người ta có đăng lên mạng bán đấy, thì anh Quý có nhìn thấy, thì hôm nay hai anh em đi lên để xem như thế nào. Đây, cái này là cái ủi này, ủi phía đường có thể làm đường được luôn, và cái gì múc phía sau. Nhưng mà máy móc thì con này không biết là như thế nào, và cái hệ thống bơm thì không biết như nào. Bây giờ anh em mình mới đến xem. Đây là cái khoang lái. Chạy được à? Không đuôi được à? Hả? Máy nó ngon à? Đây là cái khoang máy. Máy ngon á. Tiếng êm nhờ. Đây là cái khoang máy. Có biết không? Không là một quá đâm thẳng một tiền xe tiền tôi tin thì chết. Phanh à? Đây, tuy là đời nó hơi cũ nhưng mà để về máy múc máy cày thì không cần cú đâu, chỉ cần máy ngon và bơm ngon là được, cái hệ thống bơm thủy lực sau ấy. Đây, để mình đi một vòng cho tất cả mọi người xem nha. Và con này là người ta đang đòi với giá là hơn 11 triệu quan gia, là tầm đâu đó là 500 mấy triệu tiền Việt là con này. Nếu mà cái thị trường ngoài máy mới bán thì con này giá có nơi là 45 triệu quan, và có nơi là 75 triệu quan. Đợt kia mình cũng đi hỏi một lần rồi. Đợt kia là hỏi một lần rồi và giá máy mới rất là đắt. Máy cũ thì không có con nào được bằng con này, mình thấy là như thế. Nhưng mà có ai biết lại? Hả? Ai biết lại à? Để ui cái phấn thì ôi, nó tên nên canh của nhà sĩ Kunduji. Kunduji nó cái nâng cái xe bị. Ôi, không ai biết lái thì làm sao mà thử được nhỉ. Đây, máy tiếng nổ này, các bạn nghe này. Đấy. Vâng, 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 chào mời chứ. Đấy, để kêu một anh biết lái chạy đi chạy lại và nâng cái bơm này lên đấy để xem như thế nào. Tại vì cái máy cày và máy múc thì nó quan trọng về cái phần là cái bơm này, bơm này này, và máy và bơm sau. Đấy, nó có hệ thống bơm. Máy thì có vẻ là êm đấy nhỉ.
Máy thì có vẻ êm đấy. Này, cái này là quý ơi. Bao nhiêu nhỉ? Mấy khối? 2 khối rưỡi á. Cái bên trước này 2 khối rưỡi này. Cái ủi này, ủi đường này. Anh đang đi kêu một người bịt lại. Thử cái bơm sau nha các bạn. Bơm mục và cái hệ thống bơm đẩy lên để ủi đường đấy. Đấy thôi tránh ra không thì đấy. Bơm êm nhỉ, bơm êm đấy. Êm đấy, nâng êm đấy. Xem là anh này có nâng lên được không nào. Chồng này, nó chồng cái đây. À, đợt này mà nếu mà con này ok thì mình sẽ mua con này về ở trang trại phục vụ cho đào ao và cũng như là làm đường cho dân bản với gì, và với là múc mương với gì cho nước cái mùa khô này để cho dân bản có thể làm trồng được nông nghiệp về cái mùa khô này, có nước múc về, múc rãnh mương ấy các bạn, dẫn nước về thì nó nhanh hơn và cũng như là đỡ mất thời gian cũng như là công sức của người dân để làm việc khác đấy. Đợt kia là mình cũng tính mua rồi nhưng mà do máy không có và cũng như là máy mới thì đắt quá, máy cũ thì không có, nên là vì thế mà mình hoãn chậm làm đâu đó là cũng rất là nhiều vài tháng ấy. Để xem anh này lái như thế nào nhé. Đây. Để xem anh này. Ui. Được đấy nhở. Chắc là cái này là người ta múc này. Dưới cái đấy ra, dưới cái gầu ra. Xong rồi mới là có được cái nhỉ. Ta chắc là để anh này lùi ra đã. Đấy, phía trước mình rất là êm luôn. Bơm thủy lực của nó rất là êm. Hai khối rưỡi cái ủi này này. Rất là to luôn.
Honda nóng nắng thật đấy. Ôi. Mà sao à? Đi rồi này. Anh Quý chạy 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 xem xe ô tô. Chạy xe ô tô lên thôi. À, rồi, rớt rồi anh Quý ơi, thôi được rồi. Khỏe đấy. Lucky. Đây, cào cái này này. Rồi thử múc đây này. Xem nó làm cái này như nào đấy chứ. Biết là đi được rồi nhưng mà đi đâu nhỉ? Ấy, thử đi à? Đó đây. Ấy. Đấy. Đang tiến hành thử đi ủi ở phần phần này này, đấy ủi xem như thế nào. Ở đây đây. Ở đây. Ui, cao thế nhỉ? Đây. Rồi, bây giờ máy thử làm việc nhá. Con này bơm ngon đấy nhỉ? Bơm ngon đấy. Bao dưỡng lại. Bao dưỡng lại à? Đấy, mày bơm bơm ngon đấy. Riêng con này thì gạo múc ấy thì nó sẽ nhỏ và cũng như là yếu hơn những con bánh xích mà loại to, nhưng mà cái này là được cái nó di chuyển được khắp nơi rất là nhanh và có cái ủi này đấy, có cái ủi này tiện làm được đường và đào được mương, được ao hồ đấy. Ui, đầu nóng thật đấy. Nắng. Cho nó ủi cái đi. Đâu dấu à? Thử ủi cái, ủi một tí thôi. Ủi một tí coi nó như thế nào. Cái này làm đường chắc thẳng lắm. Đúng rồi, thử cái lực cái máy ấy, lực máy ủi ấy.
Ngon ngon đấy, bơm máy mình thấy ngon lắm, mượt mượt cực kỳ luôn. Nên nó bừ thử ủi cái đống này, đống này ủi đống này xem nào. Đấy. Thế là thấy, thiếu dầu bơm thủy lực nên là anh ấy không dám làm. Đầu lâu quá. Anh này nói chung là cũng lâu không lái vậy, lái cũng chưa chuẩn lắm. Ok, sau một thời gian anh này thử chạy thì mình thấy là cái bơm thủy lực cái này này và cái đằng sau cái ở trước và máy thì rất là ok, nhưng mà để ngày mai mình sẽ với anh Quý sẽ cho thợ đến để kiểm tra một lần nữa, và tí nữa cũng sẽ đi xem một máy như thế này nữa để xem lựa chọn nào, máy nào ok thì lúc ấy thì mình sẽ báo cho tất cả mọi người xem. Và cũng như là nếu mà mọi người thấy cái dàn máy này như thế nào có thể góp ý và cũng như là comment. Mình chưa xem máy đâu, tại vì anh em mình thực chất là cũng không biết gì về máy này, nhưng mà về bơm và cũng như là thấy cái tiếng nổ của máy là thấy rất là ok. Đó là theo cái quan điểm cá nhân của mình, nhưng mà cũng phải là có thợ giỏi đến đây để xem như thế nào. Đấy. Ok, mọi người cùng xem cái hành trình mà mình đi tìm cái máy múc và máy ủi đa năng này đến trang trại và cũng như là cho dân bản làm về rất là nhiều thứ, như làm đường. Làm đường thì có cái này này. Đấy, cái này là 2,5 khối. Gầu ấy, cái gầu phía trước ấy, gầu phía sau thì nó hơi bé. Tại vì máy đa năng mà, nó không được như máy xích với gì. Máy xích với gì thì rất là to. Ok, mọi người cùng theo dõi hành trình này nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi nhá. Ok, chào các bạn.